máy sử dụng động cơ xăng 6.5 HP với khả năng băm đa dạng các loại cành cây khác nhau về kích thước nhằm chuyển đổi rác thải xanh thành những nguyên liệu hữu ích như làm mùn cưa bón cây trồng, tạo viên nén làm nguyên liệu đốt, chăn nuôi và ủ men vi sinh có lợi. Máy có khả năng băm nhanh và đều, đạt năng suất cao. Máy dễ dàng sử dụng và di chuyển ở các cánh đồng, rừng cây không có nguồn điện. Sau khi sử dụng, ta có thể dễ dàng tháo lắp vệ sinh, cũng như kiểm tra máy. Máy còn có thể tháo rời phụ kiện thích hợp cho việc vận chuyển xa. Đây là sản phẩm độc quyền được công ty Takio sản xuất và có chính sách bảo hành 18 tháng. Đối với khách hàng kinh doanh, linh kiện và phụ kiện máy luôn có sẵn nhằm phục vụ bà con khi có nhu cầu đổi mới.